phải dự thi và đạt cúp mới được. Chào mừng các bạn đã đến với hội thi những quả bí ngô to nhất. Ai là người đoạt cúp năm nay? Các bạn hãy chờ xem. Quả bí ngô của anh em nhà sắp 11 cân. Ở đây là nhà vô địch của năm trước. Anh quả bí ngô của anh Quang là 25 cân. Lấy các cổ động viên cổ vũ cho họ. Trời, quả bí ngô của Thỏ Bún nặng là 35 cân. Còn đây là Lu, anh có vẻ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Có điều gì bất ngờ xảy ra không? Và trời, không thể tin được, quả bí ngô của Lu là 50 cân. Vậy là chức vô địch năm nay đã tìm được chủ mới. Úp, thuộc về Lu. Hả? Có chuyện gì đang xảy ra với quả bí ngô của Lu vậy? Trời! Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Và bây giờ chức vô địch
Nhanh nào, ném xuống đây cho tớ. Quả khí kia. Ném xuống đây. Ê. Được chưa? Ê. Bắt chưa? Bắt lấy này. Ê. Ê. Quả kia đấy, đấy. Ê. Ây da. Yeah. Hey. 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 Đỡ đi thỏ. Có biết đây là địa phận của ai không mà tự động lên phá vách ta? Thả bạn ta ra. Đi khu rừng này là của ta. Cậu có làm sao không? Chúng ta về thôi. Cậu có làm sao không? Chúng mình đi thôi. Nhanh lên nào. Cười cái gì? Đang đau lại còn. Lại đây tớ bảo. Tớ có cắt rồi. Bôi trơn lên người luôn. Lão báo sẽ không túm được. Tớ hỗ trợ cậu. Cậu ăn cái gì mà thông minh thế? Đi thôi. Chờ tớ với. Xấu xí kia, ngươi đang ở đâu? Có giỏi thì ra đây đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lên. Ngươi trốn đâu? Loa loa loa, tên báo xấu xí kia. Loa loa loa, tên báo xấu xí kia. Mau ra đây đấu với ta. Đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lên. Muốn gì? Ha 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 ha
Nhanh lên, bôi thêm dầu cho tớ. Ở lưng. Được rồi, tớ sẽ cho nó biết tay. Yên nào. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Năm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm loài vui cùng hát ca. Yeah.
Làm thế nào bây giờ nhỉ? À, tôi có cách rồi. Cậu lại đây tôi bảo. Không sao phải làm khổ, còn mấy việc cứ để tôi lo. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Năm tay tung tăng đôi vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm loài vui cùng hát ca. Chào các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết, các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên, chúng ta cho bột vào bát. Sau đó, ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý, không đổ nhiều nước một lúc,
mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh các bạn đổ chín rồi rã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Chừa cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào để nhỏ lửa vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Tuyệt quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Chà, chắc cũng đủ nguyên liệu rồi nhỉ. Xem nào, đến công đoạn nào rồi nhỉ? À, tiếp theo là cho dầu vào chảo. Gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi. Wait.
Chuyện vui của Liverpool nên ngây thơ hồn nhiên
ngàn trong xa, nắm tay tung tăng đôi vui, cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm rộn vui cùng hát ca. Dành cho cậu đấy, nhưng trước tiên cậu phải giải được câu đố này đã. Trong xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ lim dim, ban đêm đình bắt chuột là con gì? Là con cú mèo. Đúng rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah. Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lâu ơi, ở đây cơ mà. Wow, quả ngon quá. Bên đây nè Lâu. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Tớ nói bụng quá, để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi ôi, không được. Đầu thôi, chết này. Cùng nhau hát chung bài ca, về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong xa, nắm tay tung tăng đôi vui, cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm rộn vui cùng hát ca. Chào cậu, cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu, mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đây? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Oh.
Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào. Được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Ừ.
Siêu thị tương lai xem sao. Quên mất. Siêu thị tương lai với tớ không? Hay quá, tớ cũng đang định đi siêu thị đây. Nhanh lên, kẻo không mua được đồ khuyến mại đâu. Yeah. 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 Nhanh lên nào, đặt nhanh lên chứ. Rộng thật đấy. Xem nào. Tuyệt thật cậu ạ. Là cái gì vậy? Tiếp thôi Bun ơi. Cậu suốt ngày chỉ có cà rốt. Đi thôi. Lên thôi. Cho tớ. Lên cùng tớ đi. Cái gì thế này?
ơi. Ôi, ôi. Mùi gì thơm thế nhỉ? Bun, sao cậu ăn một mình thế này? Nhìn xem. Sao thế này? Bun! Máy hỏng à? Bun ơi! Lấy cho cốc nước! Nghe được! Bun! Nước của cậu đây! Cậu vào lấy đi. Cậu đá thì cậu phải vào lấy chứ. Tớ mới cậu vào lấy vậy. Đi nào. Ôi, phòng thí nghiệm lạ quá. Thí nghiệm lạ quá.
Đang khát khô cả cổ đây, phải uống cái đã. Cứ tưởng là chai nước ngọt, ai ngờ. Cẩn thận. Nước màu xanh kia xem nào. Có nước làm nhỏ người thì thế nào cũng có nước làm người lại bình thường. Ý kiến hay đấy. Nào, tớ trở lại bình thường rồi. Chết tớ rồi. Cậu mau nghĩ cách giúp tớ với. Được rồi, để tớ nghĩ cách. Lúc trước cậu uống lọ nước màu vàng thì người bé tí xíu. Bây giờ uống lọ nước màu xanh thì người lại to đúng thế này. Tớ có cách rồi. Bây giờ tớ thử lấy hai lọ nước hòa vào nhau xem sao. Cậu chịu khó chờ nhé. Nào, cúi xuống đây. Há mồm ra. Ôi, chị Tại cứ tò mò quá. Cảm ơn cậu nhé. Đợi tớ một tí, tớ lấy quả bóng đã. Nhanh lên nào. Đây rồi.